Hello và dạ, chào mừng uh, quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh uh, youtube của Các Việt Kính uh, thưa quý vị á, là chúng ta thấy hai uh, ngày hôm nay thì cái thông tin về Diễm My nó đang khá là ồn ào uh, Rất là nhiều tờ báo cũng đã đăng tin về cái vụ việc này uh, Và cũng từ đó thì uh, có rất là nhiều những cái nghi vấn đặt ra uh, Bởi vì người ta cho rằng tại sao mà gia đình uh, có quan tâm gì đến cô bé này hay không Mà đến hôm nay mới uh, viết đơn để yêu cầu là cơ quan uh, chức năng uh, xem xét cái việc cô bé này uh, mất tích hay là À, những cái vấn đề có liên quan đến tỉnh thất bồng lai và diễm my à, thật sự thì mình thấy một số tờ báo cũng có viết là theo cơ quan điều tra thì lý do mà họ có thông báo là truy tìm diễm my là vì công an người ta có nhận được đơn thư của người thân diễm my về việc cô này mất tích à, ngoài ra thì thời gian qua gia đình cũng đã có tố cáo về việc những người ở tỉnh thất bồng lai là đã có hành vi lạm dụng hoặc là xâm phạm đến xâm hại đến Diễm My đó thì rất là nhiều tờ báo đã đăng tải cái thông tin như vậy cả nhà thì làm cho nhiều người mới đặt ngược lại câu hỏi là tại sao đến thời điểm này thì gia đình mới bắt đầu viết đơn khiếu nại tố cáo đồ đang cho người ta vào cuộc của vấn đề Diễm My à, thật sự cả nhà à, có lẽ là một số cô chú anh chị mà chưa có hiểu rõ về cái câu chuyện này thì mới đặt họ cái câu hỏi đó thôi à, chứ thật sự chúng ta nào còn nhớ là trước cái ngày 24 tháng 10 năm 2019 á, là trước, trước cái ngày mà à, gia đình của anh Thắng chị Mai à, dẫn um, mười mấy người đó, nguyên cái đoàn là mười hai người đi đến cái hộ gia đình tại Am để à, tìm con, để tìm Diễm My đó. Rồi sau đó xảy ra xô xát rồi à, cuối cùng là đến cái, cái phi vụ ba tỷ mấy của Nhị Nguyên đó. Nhị Nguyên mới đòi là bên kia đòi thường ba tỷ mấy. À, nói chung là lùm xùm sau đó đó. Thì trước cái ngày 24 tháng 10 đó thì gia đình đã làm đơn à, gửi đi khắp nơi rồi để cầu cứu, để tìm kiếm Diễm My cũng như là à, nhờ sự hỗ trợ từ phía chính quyền địa phương về việc mất tích của cô bé Diễm My này, cũng như là những cái thông tin về việc về cái việc mà Diễm My đã đến cái hộ gia đình tại Am đó để sinh sống, để tu tập gì đó. À, trước đó đã có rồi, nhưng mà cái thời điểm mà gia đình gửi đơn đó, thì khi mà cơ quan chức năng người ta vào hộ gia đình tại Am đó để người ta tìm đã liên hệ để tìm đó, thì không thấy Diễm My đâu. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mọi cái việc à, nói chung là ồn ào ở tỉnh thất bồng lai thì à, gia đình đã đến đó liên hệ rất là nhiều lần liên hệ và cũng có năn nỉ cũng có rồi nói chung là cầu sinh van sinh gì cũng có để hộ gia đình ta am á, là thả con gái người ta về à, nói chung là người ta sẽ à, à, cung cấp tiền bạc này kia cho sửa sang nhà cửa à, hoặc là làm cái gì cũng được miễn sao mà thả con gái về rồi người ta mới nói á là nếu mà diễm my thật sự có nhu cầu đi tu thì gia đình sẽ tạo mọi điều kiện để cho cô bé này đi tu ở trong một cái ngôi chùa ni đàng hoàng chứ không phải là tu ở trong cái, cái hộ gia đình tạm được bởi vì khi mà mọi người đến đó thì người ta biết thừa biết cái chỗ đó là không phải tu hành gì đâu đâu tu hành gì mà nam nữ ở chung rồi nói chung là rất nhiều những cái nghi vấn đặt ra xung quanh cái con chùa đó ngày xưa là chùa ngay cái nhà Xưa là khi mà anh Thắng chị Mai đến đó vẫn vẫn tin là chùa Bồng Lai Nhưng mà người ta thấy nó chùa không ra chùa Cho nên người ta không đồng ý cho con gái người ta tu tập hay là ăn ở đó à, Thế cho nên đó, là sau đó thì mới xảy ra cái vụ sâu sát ngày 24 tháng 10 à, Do đó đó nhiều người đặt câu hỏi là tại sao đến thời điểm này Anh Thắng mới gửi đơn là chưa ký chính xác Bởi vì trước đó đã gửi đơn rồi Nhưng mà gần đây đó thì cái vụ việc của Thiền An Bên Bộ Vũ Trụ là cơ quan chức năng người ta đang À, điều tra một số cái khía cạnh liên quan đến vấn đề 331. À, sau đó thì người ta à, có thể là người ta tìm đến cô bé Diễm My này à, bởi vì rõ ràng trước đó Diễm My cũng đã đăng đàn rồi làm rất là nhiều video clip công kích chính quyền, công kích đài truyền hình, công kích báo đài rồi đó. Nói chung là ai mà nói về về những cái góc khuất của Tạ Am á, thì Diễm My đã lên tiếng để công kích những người đó để bảo vệ Tạ Am. À, thế cho nên á, chúng ta nhìn lại có lẽ cô ghé này. Cũng có liên quan gì đó đến cái vấn đề 331 Cho nên cơ quan chức năng người ta gộp vô người ta làm luôn à, Và thật sự thì à, nếu mà nó ngoài gia đình của Diễm My ra Thì cái hộ gia đình Tạ Am là một cái địa chỉ mà kêu bằng gia đình thứ hai của Diễm của, của My rồi Cho nên đó, khi mà cơ quan chức năng đang làm việc vụ này Thì người ta thấy cái vụ việc đó có liên quan cho nên người ta làm luôn Chứ không phải là đến thời điểm này Thì anh Thắng mới bắt đầu gửi đơn à, khiếu nại tố cáo gì đó để cơ quan chức năng người ta tìm Diễm My đó. À, thật sự á, khi mà nói về anh à, Thắng Chi Mai đó mình cũng có rất là nhiều lần tiếp xúc với à, à, cha mẹ của Diễm My thì à, được biết á, là cái mong muốn lớn nhất của người ta là chỉ tìm thấy Diễm My thôi chứ còn những cái chuyện khác những cái vấn đề về thiền Am này kia kia nọ thì cũng không quan tâm lắm à, nhưng mà sau khi à, cái ngày 24 tháng 10 xảy ra đó thì mọi cái cáo buộc ở bên phía những người bảo vệ tà Am á, người ta đều cho rằng À, gia đình thiền em mà bị uh, lùm xùm bị uh, vướng vào những cái rắc rối về pháp lý này kia cái nọ là toàn bộ do ông thắng lập mưu lập kế để hãm hại thiền am. nhưng mà chúng ta nên nhớ một điều á uh, là ngoài cái việc mà tìm con ra thì ông thắng ông không có quan tâm cái việc của tà am lắm đâu à, hoặc là những cái vấn đề người khác uh, vu cáo là ông thắng hãm hại này kia ông cũng không quan tâm rõ ràng nhất là cái vấn đề của toán trần nữa đó nha anh chàng toán trần là trước đây ha mình nói á hầu như mọi cái video deep nào lên á thì toán trần đều nói về ông thắng có thể là du khống luôn là nào là đốt phá thiền am nào là bài mưu tính kế thuê người này mướn người kia để hãm hại tại am rất là nhiều lần anh chàng toán trần này đã vu khống ông thắng vậy à, nhưng mà trong trong lúc mà bức xúc á thì ông cũng có làm đơn có làm đơn thưa toán trần đó nhưng mà về sau đó thì nghĩ rằng là cái 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 mong muốn của ông thắng á, là chỉ muốn tìm con thôi cho nên anh đã rút rút đơn không có thư kiện toán trần nữa thì cả nhà khi mà theo dõi cái vụ việc của anh đức anh đức với toán trần á thì cả nhà cũng hiểu á là bên phía ông thắng ta đã rút đơn rồi à, vậy á mà một rất là nhiều người những cái người mà bên phía bảo vệ tại am thì vẫn cứ đưa ra cái cái luận điệu á là ông thắng là người đã hãm hại thiền am thật sự á nếu mà ông thắng là người hãm hại thiền am á ổng có nhiều cách chứ không có nhất thiết mà phải phải bài ra là à, thiền am có lụm lon à, thiền am giả chùa giả sư giả chú kiểu giả mồ côi này kia không lẽ những cái chuyện đó ổng hại được tà am cho cả nhà nếu như à, nói ông thắng ông hại tại am là cái việc à, giả mồ côi đi thì tại sao à, đến hôm nay thì cơ quan chức năng người ta đã điều tra ra là ông lê tùng vân ổng có rất là nhiều những cái mối quan hệ quyết thống ở toàn bộ những người ở trong uh, thiền am ngay cả bà cúc mới bị bắt thì ta cũng xác nhận là bà cúc có hai người con và một người đã bị khởi tố vậy thì tất cả những cái thứ đó nào giờ á là bên phía hộ gia đình tại mà họ cứ tung tin rằng à, à, họ là nuôi những người những đứa mồ côi trẻ em cơ nhỏ gì đó nhưng mà tại sao bây giờ lòi ra là con của bà cúc rồi, rồi mối quan hệ quyết thống với ông lê tùng vân là con ông lê tùng vân nữa vậy thì những cái chuyện đó ông thắng ông có hại được không đúng không đơn giản chúng ta nhắm một cái chuyện đó thôi còn những cái chuyện khác làm sao mà mà hại được như lụm lon lẽ ông thắng ông bắt thì em phải lụm lon Đúng không rồi, những cái chuyện mà lừa đảo này kia sao mà 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 kêu mà gán ghép cho người ta được bởi vì cơ quan chức năng người ta đã điều tra ra có cái hành vi đó thì là do họ làm tự họ làm chứ tao làm sao mà nói ông thắng ông hại được đúng không nha à, vậy mà những cái người mà bên phía bảo vệ bên vật tạm đó, thì cứ luôn miệng nói là ông thắng đã cho người thuê người hại thiền am thuê người thế này thế kia mà thật sự những cái chuyện đó làm sao mà hại được đúng không đó. À, do đó, đó bây giờ khi mà cơ quan chức năng người ta vào vào việc để tìm Diễm My thì chắc có lẽ là mọi chuyện nó sẽ sáng tỏ thôi à, nhưng mà nhắc đến đây thì có lẽ là cũng một cái câu chuyện đáng buồn bên phía gia đình của ông thắng bởi vì nói gì nói với con người ta, ta tìm mọi cách để tìm con Rồi đến nay thì con lại bị công an truy tìm như vậy thì cũng quả là đáng buồn à, cho nên khi mà được hỏi, khi anh thắng được hỏi về cái vấn đề Diễm My thì anh nói là vẫn luôn uh, tin tưởng và uh, đồng ý mọi chuyện uh, khi mà cơ quan chức năng người ta làm việc uh, truy tìm hay làm gì không biết như làm sao mà tìm thấy diễm my uh, cũng như là thấy những cái sự thật mà cô này đã từng vu cáo bên phía gia đình là làm gì đó xâm phạm gì tới cô bé diễm my này đúng không tại vì uh, trước đó khi mà cô diễm my này lên clip uh, nói về gia đình như vậy đó là những cái người bên phía ủng hộ tại am đó, họ rất là hả hê và một trăm phần trăm tất cả những cái cái kênh YouTube hay là những cái YouTuber, Facebooker nào mà ủng hộ tài am á, họ đều chia sẻ cái thông tin của Diễm My là tố cáo gia đình à, để bảo vệ cái hộ gia đình tài am thì đến hôm nay khi mà một số cái vụ việc nó vỡ lở ra người ta đã ngộ ra là Diễm My thật sự là một cái người đã chỉ ra rất là nhiều góc khuất của tài am á. thì những cái, cái cái người mà ủng hộ tài am trước đây cũng ủng hộ Diễm My trước đây á, thì bây giờ quay lưng sang chửi Diễm My như bà lan lưu Thưa cách đây ít ngày thì chửi nào là sao chổi nào là đồ xạo nào này kia kia nọ nhưng mà hôm nay khi mà cộng đồng mạng lên bức xúc về cái việc làm của lan hai lúa đó thì cổ bắt đầu sửa xóa những cái bài tác cộng đồng trước rồi sửa lại nói là con có nói thiệt hay không rồi nói chung là có giọng điệu nhẹ nhàng hơn à, rõ ràng rất là hồ đồ đúng không đó nha khi mà trước đây diễm my lên tiếng ủng hộ tà am công kích gia đình á thì ai cũng hả hê để cả mọi người đó hả hê rồi đến khi mà họ họ ngộ ra là Diễm My chính là những người chính là người đã chỉ ra những cái cái sai cái khuất tất của tà Am thì bắt đầu quay lại công kích à, công kích dùng những từ ngữ nặng nề chửi bới luôn à, và đến hôm nay thì mọi chuyện chúng ta thấy rõ ràng cái bộ mặt thật của những cái người bảo vệ tà Am rồi nhất là bà Lan Lê Thưa, đúng không à, thực sự thì cái chuyện này nếu mà ai theo dõi thì đã biết rồi đã biết rồi cái cái bà này như thế nào rồi à, nhưng mà nhân cái vụ việc của Diễm My thì vô tình lại lộ ra những cái 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 sự ác độc của anh nữa, hai không? À, nhưng mà thôi thì um, cuối cùng là chúng ta thấy một điều á là ông ông Thắng luôn tin tưởng và tôn trọng mọi cái uh, cái việc làm của cơ quan chức năng để làm sao cho cái vụ việc này sáng tỏ. À, mình thấy đó cũng là một cái việc làm rất là nhân văn mà, đúng không? Chúng ta cùng chờ đợi cái quyết định cái cái kết quả cuối cùng từ phía công an huyện Đức Hòa, công an Long An, bởi vì một vụ việc cũng sắp rồi, hai cái nhà. Rồi, xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi ạ xin chân trọng kính chào và hẹn gặp lại